giờ người ta cũng khuyến cáo là dùng thuốc bifosphonate đường uống là trên hoặc bằng 5 năm, đường truyền có thể trên hoặc bằng 3 năm. Đó là một đơn vị điều trị. Và sau cái đơn vị điều trị đó, mình sẽ đánh giá bệnh nhân nhé. Trong suốt quá trình đó, bệnh nhân không bị gãy xương, có nghĩa là điều trị hiệu quả, đúng không các anh chị? Chúng ta điều trị huyết áp mà bệnh nhân không bị đột quỵ, có nghĩa là hiệu quả. Còn bệnh nhân đột quỵ lăn đùng ra thì thôi rồi, bệnh nhân gãy xương thì thôi rồi. Và khi đó thì chúng ta sẽ đo lại khối lượng xương, chúng ta xem lại nguy cơ gãy xương. Nếu mà không còn nữa thì chúng ta có thể nghỉ, đó là drug holiday. Rồi sau đó chúng ta xem xét mỗi 2-3 năm, nếu bệnh nhân cần thiết lại quay lại điều trị. Tuy nhiên nếu mà chúng ta xem xét bệnh nhân sau quá trình này, bệnh nhân đạt hiệu quả nhưng mà vẫn còn loãng xương và vẫn còn nguy cơ gãy xương, thì cái quá trình điều trị đó lại tiếp tục và có thể tới 10 năm với thuốc uống và 6 năm với thuốc truyền. Có nghĩa là điều trị loãng xương là lâu dài. Tại vì rất nhiều anh chị nghe mà 3 năm, 5 năm là xong đấy, khỏi rồi đấy, không phải. Đúng không? Tiểu đường không ngừng được đâu, tăng huyết áp không ngừng được đâu. Và còn tất nhiên là nếu như trong quá trình này mà bệnh nhân lại vẫn bị gãy xương, có nghĩa là điều trị không hiệu quả, thì chúng ta lại phải xem xét xong cái thuốc đó có thể không hiệu quả, bệnh nhân không tuân thủ hay là cái gì đó, mình kiểm tra. Hoặc là mình tiếp tục đọc nhóm thuốc đó, hoặc là mình phải thay thế thuốc khác. Thì thuốc khác của nhóm bifosphonate là một loạt những thuốc mà tôi nêu rất là nhiều thuốc chứ không phải có một thuốc. Thì chúng ta hiểu là rõ ràng điều trị loãng xương rất là công phu và bắt buộc phải tuân thủ. Bởi vì nếu không tuân thủ nó không giảm được nguy cơ gãy xương. Và bên cạnh đó bắt buộc chúng ta phải phòng chống té ngã. Bên cạnh đó chúng ta bắt buộc phải cung cấp đầy đủ canxi, vitamin D hàng ngày và tập thể dục. Chứ cũng không phải là chỉ cho bifosphonate xong rồi sướng quá, hết rồi là thôi, thì bệnh nhân cũng không có những gì. Thì đấy là toàn bộ những cái vấn đề mà tôi cũng rất là muốn anh chị chúng ta thấu hiểu điều đó. Và người ta cũng đã chứng minh được là hiệu quả dài hạn của các cái điều trị loãng xương. Người ta cũng nghiên cứu 5 năm, 7 năm, 10 năm, 6 năm trong các loại thuốc mà người ta thấy là hiệu quả điều trị vẫn tốt và an toàn cũng vậy. Người ta cũng chứng minh rằng cái sự an toàn của vấn đề điều trị. Tất nhiên mọi cái điều trị đều có tác dụng phụ, không có điều trị nào không có tác dụng phụ, nhưng tất cả những cái tác dụng phụ này đều là chấp nhận được. Và đây cũng là một cái hình ảnh mà tôi cũng vừa mới tìm thấy, đó là người ta đã thấy là nếu như một bệnh nhân được điều trị bifosphonate và không điều trị bifosphonate thì cái tình trạng gãy xương của xương đùi, gãy đốt sống, gãy các nơi khác là rất là đáng kể. Và những cái tỷ lệ như gãy xương không điển hình hay là hoại tử xương hàm mà đâu đó các bạn nghe là biến chứng của bifosphonate thì nó cực kỳ hiếm. Thậm chí người ta có ví như là giống như tai nạn máy bay thì cái đó là không may thôi. Và chắc chắn, và đặc biệt là khi điều trị trên bệnh nhân loãng xương thì điều đó hầu như ít xảy ra. Còn tất nhiên bifosphonate điều trị cho những bệnh lý khác, thì những bệnh lý ung thư thì cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Và như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả những cái loại thuốc mà chúng ta được sử dụng nó đều có hiệu quả như thường. Và chúng ta cũng biết là tác dụng chung của các nhóm bifosphonate đó là chúng ta nó ức chế tế bào hủy xương, cho nên nó giảm chu chuyển xương, nó làm thay đổi vi cấu trúc của xương, tăng khối lượng xương, giảm tăng sức mạnh của xương, và vì vậy nó làm giảm nguy cơ gãy xương. Và tôi sẽ có một vài slide nói về băng donut tí nữa thì chắc là chị Châu sẽ nói kỹ hơn. Phần này chắc tôi cũng lướt qua thôi để nhường cho chị Châu, chứ nói hết là chị Châu không có cái gì để nói. Chị kiện tôi. Thì chúng tôi cũng đưa đi điểm qua một số cái nghiên cứu, kiểu nghiên cứu bom. Đó là nghiên cứu băng donut để điều trị cho cái gãy xương, cho một gãy cột xương đốt sống cho phụ nữ ở Bắc Mỹ và ở châu Âu. Và người ta cũng nghiên cứu trên phụ nữ từ 55 đến 80 tuổi và với thời gian trên 5 năm để người ta tìm thấy cái tỷ lệ gãy xương mới ở thời điểm sau 3 năm. Và người ta thấy là rõ ràng là với cái hiệu quả điều trị của cái nhóm dùng thuốc và nhóm không dùng thuốc nó đạt được những cái hiệu quả rất là đáng kể sau 3 năm điều trị. Căn nhớ lúc nào người ta cũng nói ít nhất là 3 năm. Và những cái nghiên cứu hậu quả này, và người ta cũng đưa ra những cái nghiên cứu so sánh các cái nghiên cứu khác nhau. Cái đây là không phải là nghiên cứu đối đầu, tuy nhiên thì đây là cái nghiên cứu của Riseronat, đây là nghiên cứu của Alan Donat, và đây là nghiên cứu của Ivandonat, của ba cái nghiên cứu. Và người ta đều thấy cái hiệu quả 3 năm của ba loại thuốc thì rõ ràng nó ưu thế khá tốt ở Ivandonat so với lại hai thuốc mà mình
hai cái nghiên cứu về hai cái thuốc mà so mình so sánh, và mình cũng thấy là người ta nó giảm được đáng kể cái nguy cơ gãy xương ngoài lúc sống ở cái nhóm có nguy cơ gãy xương cao. À, và đây là cái gãy cổ xương đùi giảm trên cái nhóm ba so sánh với placebo, và đây là nhóm cái giảm cái gãy đốt sống, giảm cái T score ở đốt sống trên cái bệnh nhân tới 60%, còn gãy xương giảm nguy cơ gãy xương tới 69%. Thì chúng ta biết là rõ ràng Ipilimumab cũng tỏ ra là một cái thuốc đã làm giảm được cái nguy cơ gãy đốt sống cũng như là làm tăng được cái T-score tại cái cổ xương đùi cũng như là thân đốt sống của bệnh nhân. Và một cái nghiên cứu nữa là nghiên cứu mobile, thì nó cũng so sánh các bệnh nhân này trên cái thuốc mà sử dụng hàng tháng so với những cái loại thuốc khác cũng là Ipilimumab. Và trong những tất cả những cái so sánh này để người ta tìm thấy cái cách sử dụng tối ưu cho người bệnh, thì người ta tìm thấy là rõ ràng nếu như người ta sử dụng mà hàng tháng thì có vẻ cái hiệu quả gia tăng cái BMI, BMD của đốt sống nó cao hơn. Và cái điều này thì người ta chỉ muốn chứng minh cho chúng ta là nếu như bệnh nhân tuân thủ tốt thì cái hiệu quả nó tốt hơn. Và chúng ta cũng thấy là Ipilimumab mà uống hàng tháng sẽ giúp tăng cái BMD ở vùng hông nhiều hơn một cách khẳng định so với hàng ngày. Cũng là Ipilimumab nhưng uống hàng ngày, thì rõ ràng để người ta tìm được cái cách sử dụng làm sao cho nó hợp lý hơn cho người bệnh. Và tất cả những cái này là trên toàn bộ xương vùng hông, trên cổ xương đùi và trên mấu chuyển của xương hông. Thì cái vùng thay đổi được cái BMD ở vùng xương hông là một cái thay đổi khá khó khăn. Cái khối lượng xương ở vùng xương hông là rất khó thay đổi chứ không dễ như thay đổi ở cuộc sống. Và như vậy thì người ta kéo dài cái nghiên cứu này thêm một thời gian nữa là 2 năm nữa, thêm cái thời gian 3 năm là thêm 2 năm nữa là 5 năm. Thì đây là hiệu quả điều trị nó vẫn tiếp tục kéo dài. Và cái việc mà làm giảm cái chu chuyển, giảm cái marker chu chuyển xương, hủy xương, nó cũng vẫn giữ được mức giảm, duy trì được cái mức độ giảm của cái marker chu chuyển xương. Như vậy thì nó vẫn có tiếp tục có hiệu quả khi chúng ta sử dụng kéo dài. Và hiệu quả của Ipilimumab trên gãy xương ngoài đốt sống, trên cả cái liều chích cũng như là liều uống, nó đều đạt được cái hiệu quả như người ta mong muốn. Và chúng ta thấy là rõ ràng thì trên cái xương ngoài đốt sống cũng có những cái hiệu quả giảm được cái tỷ lệ gãy trong cái thời gian so với lại liều uống hàng ngày cũng như là liều chích đều tương đương với nhau. Như vậy thì thời gian xảy ra gãy xương ngoài đốt sống ở trên Ipilimumab liều cao thì nó dễ hơn với liều hàng ngày. Để chúng ta, người ta khuyến cáo chúng ta nên sử dụng liều hàng tháng, bởi vì thực sự liều hàng ngày là liều mà người ta có rất nhiều nguy cơ quên. Chúng ta có rất nhiều nguy cơ quên khi chúng ta sử dụng hàng ngày. Và như vậy thì để mà cải thiện cái sự tuân thủ của người bệnh thì người ta cảm thấy là nếu như liều hàng tuần so với liều hàng ngày đã cải thiện rồi thì liều hàng tháng sẽ còn cải thiện nữa so với liều hàng ngày. Và như vậy thì việc chúng ta đưa ra một cái loại thuốc mà mỗi tháng sử dụng có một lần, tức là có 12 lần uống thuốc trong một tháng, thì nó đã đưa ra được những cái hiệu quả giảm xương, giảm gãy xương ở đốt sống, ở cổ xương đùi, ở liên mấu chuyển, ở toàn bộ khớp háng và ở cuộc sống ở một cái mức độ mà chúng ta đáng kể. Và như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng khi cải thiện cái sự uống thuốc, cải thiện cái cách uống thuốc cũng giúp cho cái thuốc nó có hiệu quả hơn và giúp chúng ta đạt được một cái hiệu quả điều trị tốt hơn. Và còn phần cuối cùng ở đây thì tôi cũng muốn nhấn mạnh các anh chị, đó là làm thế nào để bệnh nhân uống thuốc, làm thế nào để bệnh nhân tuân thủ theo những cái điều trị của người bệnh. Thì đây cũng là một trong những điều cực kỳ khó khăn tại Việt Nam hiện nay, bởi vì hầu như các thầy thuốc của chúng ta có rất nhiều lý do, có rất nhiều điều mà cứ đổ tại là tại vì đông quá cho nên không tiếp xúc với người bệnh, và cái mối quan hệ tin cậy giữa thầy thuốc và người bệnh đang có nguy cơ bị lỏng lẻo, mà người ta muốn chúng ta siết chặt hơn nữa, bởi vì chính người thầy thuốc là người xác định bệnh, tìm hiểu các yếu tố nguy cơ, chỉ định điều trị thuốc, chọn lựa thuốc phù hợp cho cái người bệnh cụ thể của mình, theo dõi điều trị,
để bệnh nhân tham gia vào việc điều trị, cho bệnh nhân chọn lựa cho mình một cách điều trị. Có bệnh nhân bảo bác sĩ ơi cho tôi uống một tháng một viên, nhưng mà có những bệnh nhân người ta bảo không chịu đâu, tôi uống một tháng tôi quên, thì mình cũng có thể chọn lựa những giải pháp khác cho bệnh nhân, chứ cũng không phải là mình áp đặt, cũng không phải chỉ có một loại thuốc trên thế giới này, đúng không, có rất nhiều thuốc. Tuy nhiên mình chọn lựa một cách nào thích hợp cho bệnh nhân và khuyến khích bệnh nhân tuân thủ và kéo dài điều trị. Không có ai khuyên được bệnh nhân được ngoài thầy thuốc, không có một người nào khuyên được bệnh nhân. Và mình giải thích cho bệnh nhân là phải tiếp tục điều trị, có tiếp tục điều trị thì mới khỏi gãy xương. Còn lỡ gãy xương nằm một chỗ thì rất là nhiều thứ, thì không phải mình dọa bệnh nhân, nhưng mà mình cũng phải đưa cho bệnh nhân những cái bằng chứng để giúp cho người ta điều trị cho đến nơi đến chốn. Và cũng giải thích cho bệnh nhân là phải phòng ngừa. Và bên cạnh việc điều trị vẫn phải có những vấn đề phòng ngừa, đó là dinh dưỡng, vận động, lối sống cùng với thuốc nữa, chứ không phải chỉ có một mình viên thuốc. Và rõ ràng chúng ta biết là điều trị phải là điều trị cá thể, và bifosfonat là chọn lựa đầu tiên. Và rất tiếc là ở Việt Nam chỉ có một loại thuốc để chúng ta chọn lựa thôi, và cũng may mắn là đây là một chọn lựa quan trọng. Và chúng ta cũng chọn lựa đường uống là đầu tiên, còn sau khi chọn đường uống chúng ta có thể thay đổi tùy từng cách dùng cho bệnh nhân, tùy từng bệnh nhân cụ thể. Và những yếu tố mà ảnh hưởng đến điều trị của chúng ta bây giờ, đó là vấn đề nhận thức người bệnh, của người bệnh còn rất là mơ hồ về loãng xương. Thực sự là tuyên truyền của mình không có đủ, rồi bản chất của bệnh, cung cấp thuốc, chi phí điều trị, đi khám khó khăn, người cao tuổi phải nhiều bệnh phối hợp, tuyến tỉnh thì chưa quan tâm đến loãng xương, đúng không anh chị? Chưa có đầu tư đúng mức. Tôi như là người mà bức xúc rất là nhiều ở Cần Thơ này, nhưng mà tôi cũng biết làm sao được, tại vì lực thì bất tòng tâm, không biết làm sao được, mình muốn nhưng mà mọi người không muốn thì sao được. Thì tôi cũng rất là mong, cũng hôm nay một lần nữa ở Cần Thơ cũng muốn rất là mong các anh chị cũng là những hạt nhân để chúng ta đẩy mạnh vấn đề loãng xương. Đội ngũ chuyên khoa, nhất là chuyên khoa khớp ở các tỉnh còn rất là thiếu và yếu, máy móc trang thiết bị cũng chưa tới đâu, cả cái thành phố rộng lớn này mà có vài ba cái máy cũng chưa ăn thua gì đâu, đúng không? Và các thầy thuốc cũng còn chưa nhận thức đúng, vẫn còn rất là coi thường bệnh loãng xương. Thậm chí bác sĩ tim mạch thì bảo điều trị loãng xương làm bệnh tim mạch gia tăng, nhưng không, tôi cũng có rất nhiều cái chứng minh để nói rằng nếu chúng ta điều trị loãng xương tốt thì sẽ giảm nguy cơ tim mạch, giảm nguy cơ tử vong cho tim mạch. Tuy nhiên thì cũng chưa dễ dàng để thuyết phục các bác sĩ tim mạch. Về thuốc thì hiện nay thị trường Việt Nam chúng ta đã có một cái nhóm cái thuốc năng là nhóm rất là quan trọng, thì chúng ta cứ tận dụng tối đa cái nhóm này cũng là được rồi. Còn tất nhiên có một số bệnh nhân đặc biệt người ta không dung nạp bifosfonat, người ta vì lý do gì đó thì thôi, đấy là thiểu số, chúng ta vẫn tận dụng tối đa được bằng các cái loại thuốc chúng ta có, canxi, vitamin D chúng ta cũng có, bằng thực phẩm, bằng dược phẩm. Và cuối cùng thì để kết thúc cái phần trình bày có lẽ cũng hơi bị dài rồi, thì tôi cũng nhấn mạnh một điều nữa, đó là vấn đề phòng bệnh cũng là vấn đề cực kỳ quan trọng, tại vì điều trị khó lắm, rất là nhiều khê, thì lỡ ai bị bệnh rồi thì chúng ta điều trị. Tuy nhiên những cái thế hệ đằng sau chúng ta thì chúng ta sẽ đẩy mạnh thêm cái vấn đề phòng ngừa để cái tỷ lệ bệnh nó không bị gia tăng quá, để chúng ta không phải đối mặt quá nhiều với vấn đề loãng xương, gãy xương và những vấn đề nan giải của bệnh loãng xương. Thì vấn đề phòng bệnh luôn luôn được coi trọng lên cao nhất trong tất cả các loại bệnh, đặc biệt là bệnh loãng xương. Và phần kết luận thì tôi cũng chỉ xin hai câu thôi. Chúng ta biết là bệnh loãng xương là một cái bệnh nó rất là nặng nề với sức khỏe cộng đồng, nhưng bản chất là âm thầm mà người ta không cảm thấy. Cái người bệnh cứ im ở nhà, ngồi trong bốn bức tường, bị tàn phế rồi bị tử vong mà không ai nhận thấy. Chứ còn bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim đùng đùng một cái, rồi đột quỵ một cái thì mọi người lại nhận thấy và mọi người sợ. Tuy nhiên bệnh loãng xương nó cũng đáng sợ không kém gì bệnh đó. Vì vậy tất cả các thầy thuốc, các anh chị lớn cũng như là các em nhỏ hơn, chúng ta phải quan tâm hơn, chúng ta đầu tư cái kiến thức của chúng ta thêm cho bệnh loãng xương và giúp cho người bệnh của chúng ta hơn nữa về bệnh loãng xương trong cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng ở Cần Thơ. Và một lần nữa thì rất là cảm ơn công ty ATV đã có một cái cho chúng tôi có một cái hội thảo ở đây để đưa các kiến thức cho các thầy thuốc, và cũng cảm ơn công ty đã đưa về một cái loại sản phẩm để giúp cho người bệnh tuân thủ thuốc loãng xương nhiều hơn. Và xin nhường lời lại cho bác sĩ Kim Châu về những cái kiến thức về cái sản phẩm Imamdonat sử dụng một tháng một lần cho cái bệnh nhân bị loãng xương, giúp cho bệnh nhân đạt được cái hiệu quả điều trị. Cảm ơn chị.
Yes. Dạ em xin kính chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Thư. Dạ em xin rất là cảm ơn cái bài nói rất là đầy đủ và tổng quan rất là đầy đủ, rất là chi tiết về cái vấn đề loãng xương hiện nay, một cái bức tranh rất là đầy đủ. Thì tiếp theo em xin nói nhắc lại với các bạn về cái sử dụng của Mifepristone, trong đó có những thuốc Ibantolab trong điều trị loãng xương. Về nội dung trình bày của em thì gồm có 3 phần. Thưa các bạn, thì như các bạn đã biết, loãng xương là một cái bệnh lý cơ xương khớp rất là thường gặp. Hậu quả của loãng xương đó là gia tăng cái tần suất gãy xương, tàn phế và cũng như gia tăng cái tỷ lệ tử vong. Do đó mà cái việc điều trị và điều trị loãng xương và dự phòng loãng xương nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Đầu tiên là nó làm giảm được cái nguy cơ và phòng được gãy xương nè. Thứ hai nữa là nó giảm cái tình trạng mất xương, nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Và dĩ nhiên là nó giảm được tử vong mà nãy giờ cô có đề cập tới. Thì hiện nay thì có rất là nhiều, có nhiều tiến bộ trong điều trị bệnh lý loãng xương. Trong đó thì có cái nhóm thuốc mà ức chế các cái tế bào quỷ xương. Thì chúng ta thấy là nó có rất là nhiều hiệu quả trên cái vấn đề nó cải thiện vấn đề khối lượng xương nè. Thứ hai nữa là nó cải thiện về cái cấu trúc xương cũng như là cái độ chắc của xương. Cho nên cái việc mà chúng ta lựa chọn một cái nhóm số thuốc nào đó để điều trị thuốc loãng xương, để điều trị loãng xương thì chúng ta phải lưu ý đến, thứ nhất là chúng ta lưu ý đến cái cá thể hóa điều trị. Thứ hai là chúng ta lưu ý cái tình trạng loãng xương của bệnh nhân cũng như cái mức độ gãy xương của bệnh nhân để mà chúng ta lựa chọn nhiều cái biện pháp để chúng ta điều trị loãng xương cho hợp lý. Và dĩ nhiên là cái điều quan trọng nữa, khi mà chúng ta lựa chọn những cái nhóm thuốc điều trị loãng xương thì chúng ta phải lưu ý đến cái vấn đề là cái cá thể của bệnh nhân đó, cái việc sử dụng thuốc đó có phù hợp với cái sức khỏe của bệnh nhân hay không, và một điều nữa là phù hợp với tình trạng kinh tế. Và còn một cái điều cực kỳ quan trọng mà chúng ta không quên, đó là làm sao bệnh nhân đảm bảo cái tính tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Bệnh nhân có thể theo được chúng ta trong suốt liệu trình điều trị, cũng như là bệnh nhân không có bỏ trị để chúng ta đạt hiệu quả cao nhất. Thì đối với cái nhóm thuốc mà điều trị loãng xương thì như cô nói thì hiện nay là cái nhóm Mifepristone được xem như là cái tiêu chuẩn vàng trong điều trị loãng xương, do cái tác dụng của nó là làm tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Thì tôi xin nhắc qua về cái cơ chế tác động của Mifepristone trên cái điều trị loãng xương. Thì khi mà thuốc đưa vào cơ thể thì chúng ta thấy thuốc nó có ái lực rất là cao trên cái canxi, và thuốc nó sẽ gắn kết trên cái bề mặt của trên bề mặt khoáng khóa của xương. Và thuốc nó có một cái vai trò, tức là nó giảm được cái quá trình quỷ xương, do thuốc nó sẽ ức chế bằng cách là nó ức chế cái sự gắn của các cái tế bào quỷ xương lên cái bề xương. Chính vì vậy mà thuốc nó sẽ làm giảm, tức là thuốc nó sẽ làm giảm cái quá trình hoạt động quỷ xương và làm cho các cái tế bào này mất chức năng, và cuối cùng là các tế bào này sẽ chết theo chương trình. Và từ đó thì chúng ta sẽ thấy được là thuốc nó sẽ có một cái hiệu quả trên vấn đề là tiêu xương. Thì tôi cũng xin nhắc qua về các cái thế hệ của Mifepristone. Thì thuốc, thực ra cái nhóm thuốc Mifepristone thì đã có mặt trên thị trường cũng từ những năm 70, và cho đến nay thì nó có 3 thế hệ. Trong đó cái thế hệ thứ 3 thì có 2 nhóm thuốc, lưu ý là nhóm Solanic Acid. Thì đây là cái nhóm thuốc được sử dụng mỗi lần 1 năm bằng đường truyền. Nhóm thứ 2 là nhóm Ibantolab, là cái nhóm thuốc mà nó có 2, tức là nó có 2 loại. Loại thứ nhất là chúng ta có thể uống mỗi tháng một lần, và nhóm thuốc, và cái thuốc có thể là cái dạng thứ hai là dạng tiêm.
thì chúng ta có thể tiêm mỗi 3 tháng một lần. Và cho đến nay thì người ta thấy rằng Ivanonat là một cái bifosphonat được xem như là cái nhóm thuốc viên điều trị có hiệu quả nhất. Thì sở dĩ cái Ivanonat nó có một cái hiệu quả điều trị cao nhất, bởi vì chúng ta thấy trong cái cấu trúc hóa học của thuốc nó có nhóm OH tại cái vị trí R1 này và nhóm nitơ tại vị trí R2 này, thì hai cái thuốc, hai cái hoạt chất này nó sẽ tăng ái lực với các chất khoáng xương, và vì vậy nó tập trung ở tại cái mô xương nhiều hơn, và chính vì vậy mà nó gắn kết lâu bền, và cái thời gian bán quỷ của thuốc là khoảng 1 năm. Chính vì cái cơ chế tác dụng của Ivanonat như thế thì Ivanonat nó có cái tác dụng trên vấn đề gãy xương ở cột sống, gãy xương thông, và hiệu quả trên tất cả các cái gãy xương khác. Và như cô cũng đã nói thì khi mình sử dụng một cái thuốc lựa chọn một cái nhóm bifosphonat nào đó thì chúng ta phải lưu ý là lựa chọn theo từng cá thể, phù hợp cho từng điều kiện kinh tế cũng như là tính tương trị của bệnh nhân. Thì để thiết lập được điều này thì qua cái nghiên cứu Quiber với cái mục tiêu là xác định cái cái việc mà nguy cơ gãy xương phụ nữ được điều trị với bifosphonat hàng tuần, hoặc là những cái thuốc bifosphonat dạng uống, thì từ những cái nghiên cứu đối đầu này để đánh giá cái hiệu quả từng thuốc, và trong đó cụ thể là nhóm Ivanonat và nhóm bifosphonat sử dụng hàng tuần. Thì tôi trong cái nghiên cứu này thì tôi xin lược qua một chút xíu về cái thiết kế nghiên cứu. Thì đây là một cái nghiên cứu có cái dân số tham gia rất là đông, có khoảng 64.182 phụ nữ tham gia, với cái mục tiêu là so sánh tỷ lệ gãy xương trong suốt 1 năm. Và đây là một cái so sánh đối đầu giữa Ivanonat mỗi tháng một lần so với nhóm bifosphonat mỗi tuần một lần, trong đó chủ yếu là hai nhóm Alendronate và Diseronate. Và cái dữ liệu này sẽ phân tích về cái nguy cơ gãy xương ở đốt sống nè, rồi các cái xương khác và cũng như là xương hông. Thì cái qua cái kết quả nghiên cứu thì sau 1 năm theo dõi thì chúng ta nhận thấy qua cái kết quả nghiên cứu này nhận thấy là tất cả các cái thuốc bifosphonate đều làm giảm cái tỷ lệ gãy xương ở xương cột sống rất là hiệu quả. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhìn về cái nhóm Ivanonat thì chúng ta thấy thuốc làm giảm tỷ lệ gãy xương cột sống ở phụ nữ rất là có khác biệt và có ý nghĩa thống kê so với nhóm bifosphonat sử dụng hàng tuần sau 12 tháng điều trị. Và cũng tương tự như vậy thì khi mà chúng ta phân tích đối đầu từng nhóm thuốc một thì cái kết quả mà giữa cái sử dụng Ivanonat một tuần một tháng so với Alendronat thì chúng ta nhận thấy là cái hiệu quả gãy xương, cái hiệu quả về tỷ lệ gãy xương nó giảm rất là có ý nghĩa thống kê giữa cái nhóm Ivanonat so sánh với Alendronat sau 12 tháng điều trị. Và kết quả này nó cũng tương tự như vậy so với Ivanonat và Diseronat sau 12 tháng điều trị. Thì qua cái nghiên cứu Fiber này thì nhận thấy rằng khi mà mình sử dụng các cái thuốc bifosphonat để điều trị loãng xương thì chúng ta so sánh cái tỷ lệ gãy xương khác và các xương không, thì nhận thấy là tỷ lệ gãy xương cột sống thấp hơn đáng kể ở nguyên nhân sử dụng Ivanonat hàng tháng so với nhóm bifosphonat hàng tuần. Thưa các bạn, cũng như cô đã nói
thì cái trong cái điều trị loãng xương để đạt được mục tiêu điều trị, kết quả điều trị tốt nhất, ngoài việc lựa chọn thì sử dụng thuốc theo từng cá thể, thì vai trò tuân thủ điều trị trong loãng xương nó cũng đóng vai trò khá là quan trọng. Thì như chúng ta đã biết, đối với Việt Nam thì cái bệnh loãng xương cho đến thời điểm này cũng chưa được quan tâm nhiều lắm. Thì cũng đây là cũng một cái thách thức trong điều trị đối với các cái bệnh lý loãng xương trong cộng đồng. Thì ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có một cái tỷ lệ gia tăng bệnh lý loãng xương rất là cao. Tuy nhiên trong số đó thì rất là nhiều bệnh không được chẩn đoán, và một số được chẩn đoán thì không có điều trị. Và một cái điều nữa là một số bệnh nhân có điều trị nhưng sự tuân thủ chưa cao, nó dẫn đến cái kết quả điều trị chưa cao, và đó cũng là một trong những thách thức trong điều trị loãng xương. Thì nãy cô cũng có nhắc là trong một cái nghiên cứu của Kramer và cộng sự thì nhận thấy là khi mà sử dụng cái bisphosphonates hàng tuần với hàng ngày sau một năm điều trị thì cái sự tuân thủ giảm đi rất là nhiều, và đối với cái bisphosphonates sử dụng hàng tuần thì chỉ còn có 44.2% bệnh nhân tiếp tục điều trị. Về cái tỷ lệ tuân thủ của các cái nhóm thuốc bisphosphonates thì chúng ta thấy đối với nhóm thuốc ibendronat một tháng một lần thì cái tỷ lệ tuân thủ có cao hơn so với các nhóm bisphosphonates sử dụng một lần một tuần và những cái nhóm thuốc bisphosphonates sử dụng hàng ngày. Và cũng trong cái nghiên cứu Banto để ghi nhận lại cái sự mà ưu tiên sử dụng ibendronat và alendronat hàng tuần, thì tôi xin nói sơ bộ về cái thiết kế nghiên cứu này. Thì số bệnh nhân được chia làm ngẫu nhiên làm hai nhóm, một nhóm được sử dụng ibendronat mỗi tháng một viên trong 3 tháng, nhóm còn lại được sử dụng alendronat trong 12 tuần. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được đổi chéo, là nhóm sử dụng ibendronat sẽ được sử dụng alendronat cho 12 tuần tiếp, và nhóm sử dụng alendronat thì được chuyển thành sử dụng ibendronat, và sau đó ghi nhận cái kết quả. Thì với cái kết quả của nghiên cứu của Banto 1, Banto 2 thì thấy là đa số bệnh nhân, khoảng có 71,4% bệnh nhân thì thích sử dụng một lần trong một tháng, hơn so với 28,6% thì thích sử dụng một tuần trong một tháng đối với alendronat. Và tương tự như vậy đối với cái nghiên cứu Banto 2 cũng vậy, và cái sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Và qua cái nghiên cứu Banto 1 và Banto 2 thì chúng ta thấy là đa số bệnh nhân thích được sử dụng một tuần trong một lần, một tháng trong một lần, hơn so với là sử dụng nhóm bisphosphonates mà sử dụng một lần trong một tuần. Bisphosphonates hiện nay được xem là một cái tiêu chuẩn vàng ở tại Việt Nam trong điều trị loãng xương. Thì nhân đây tôi xin nhắc lại những cái chỉ định điều trị chính trong điều trị loãng xương và điều trị phòng ngừa loãng xương, thì chúng ta chia ra làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, đối với phụ nữ sau mãn kinh, thời kỳ sau mãn kinh, để chúng ta điều trị và phòng ngừa thì thuốc được lựa chọn, đó là những cái thuốc lựa chọn, đó là ibendronat, alendronat, glycerronat và zoledronic acid. Ba cái nhóm thuốc đầu đây là những cái nhóm thuốc có mặt trên thị trường Việt Nam là dạng viên, chúng ta có thể uống một tuần một lần, và riêng ibendronat thì chúng ta sử dụng một lần cho một tháng. Đối với zoledronic acid thì chúng ta có thể truyền tĩnh mạch một lần cho một năm. Nhóm thứ hai là để điều trị phòng ngừa loãng xương cho sử dụng glucocorticoid. Thì như chúng ta đã biết, hiện nay thì ở khu vực ở đây thì chúng ta sử dụng rất là rộng rãi cái glucocorticoid. Em cũng không biết là ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào với cô, nhưng mà ở đây thì bệnh nhân được sử dụng glucocorticoid rất là nhiều. Mà chúng ta biết khi mà sử dụng glucocorticoid liên tục trong 3 tháng là nó đã giảm, nó đã gây cái tình trạng mất xương, và nó nhanh chóng có thể
gãy xương sau 6 tháng chúng ta điều trị liên tục. Cho nên việc phòng ngừa và điều trị loãng xương do sử dụng corticoid là một cái điều hết sức cần thiết khi đối với những cái đối tượng mà chúng ta buộc phải sử dụng corticoid liên tục. Và thuốc được khuyến cáo được sử dụng đối với cái đối tượng này đó là alendronate, risedronate và zoledronic acid. Một cái nhóm đối tượng thứ ba mà chúng ta cũng lưu tâm đó là những cái người có mật độ xương thấp ở nam. Mặc dù nam có tỷ lệ loãng xương thấp hơn rất là nhiều so với phụ nữ, nhưng ở đối tượng nam, nếu bệnh nhân bị loãng xương, không ai bị gãy xương, thì cái thời gian sống dư hậu gãy xương của họ giảm đi rất là nhiều so với phụ nữ. Cho nên ở đối tượng này chúng ta cũng lưu ý điều trị. Thì các thuốc được khuyến cáo để điều trị đó là alendronate, risedronate và zoledronic acid. Đối với nhóm bifosphonat đường uống hiện nay có mặt trên thị trường Việt Nam thì chúng ta thấy có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất đó là alendronate, và với cái chỉ định phòng ngừa trị liều, nếu chúng ta sử dụng alendronate một lần một ngày thì liều sử dụng là 5 mg. Đối với cái liều mà một tuần một lần thì chúng ta uống là 35 mg, nhưng với liều điều trị thì liều này nó tăng lên gấp đôi, tức là hàng ngày chúng ta uống khoảng 10 mg và mỗi tuần thì chúng ta uống khoảng 70 mg. Đối với nhóm risedronate thì liều điều trị và phòng ngừa thì nó tương tự với nhau, chúng ta có thể uống mỗi ngày một viên 5 mg cho risedronate và một tuần một lần thì khoảng là 35, một viên 35 mg cho một tuần một lần. Với nhóm nipenronate thì liều điều trị và liều phòng ngừa nó cũng tương tự với nhau. Đối với viên nipenronate mà hàng ngày thì chúng ta sẽ sử dụng liều là 5 mg và uống mỗi ngày. Và nhóm chúng ta sử dụng mỗi tháng một lần thì với liều điều trị là 150 mg cho mỗi tháng. Sau đây thì tôi xin nhắc lại cho các bạn về cái cách mà chúng ta sử dụng bifosphonate để cho nó được hợp lý và giảm thiểu được các cái tác dụng phụ của thuốc. Thì chúng ta lưu ý là bệnh nhân khi uống bifosphonate thì chúng ta nên cho bệnh nhân uống vào lúc sáng sớm, lúc bụng đói. Và bệnh nhân nên uống với một cái ly nước khoảng là từ 100 đến 200ml nước. Và uống thì nên uống ở tư thế ngồi, thẳng đứng. Sau khi uống thuốc thì chúng ta dặn bệnh nhân là nên ngồi hoặc bệnh nhân có thể di chuyển, không được nằm trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Và sau 1 tiếng đồng hồ thì mới có thể sử dụng cùng với các thuốc khác. Và dĩ nhiên rồi, bệnh nhân phải được bổ sung đầy đủ với canxi và vitamin D. Đây là bộ ba không thể thiếu trong điều trị loãng xương. Và đối với những cái người lớn tuổi, trên 50 tuổi, thì cái nhu cầu canxi trung bình là từ 1.000 đến 1.500 mg và vitamin D liều trung bình hàng ngày là khoảng là 800 đến 1.000 đơn vị trên một ngày. Và đặc thuốc nó có một cái đặc điểm là ở bệnh nhân suy gan thì chúng ta không cần giảm liều, và đối với đối tượng người già cũng như là những người trên 50 tuổi thì chúng ta cũng không cần giảm liều. Và thuốc chỉ lưu ý đối với những bệnh nhân mà có độ thanh thải dưới 30 ml/phút thì chúng ta phải lưu ý. Còn đối với bệnh nhân có cái mức độ mà lia răng rạ tiêm liên trên 30 ml/phút thì chúng ta không cần phải giảm liều. Với ipanronat thì chúng ta chỉ cần sử dụng mỗi một viên cho một tháng. Như vậy là một năm chúng ta cần 12 liều cho một tháng. Và như cô nhấn mạnh là liều điều trị để đạt hiệu quả ít nhất là 3 năm. Như vậy là cho một cái liệu trình điều trị là phải khoảng 36 liều, ít nhất là 36 liều cho một đợt điều trị. Kính thưa cô, các bạn đồng nghiệp thân mến, thì tôi cũng xin tóm tắt lại với bệnh lý loãng xương là một bệnh lý loãng xương. Như cô nói đó là hiện nay ngày càng gia tăng, nó chưa được quan tâm một cách đúng mức, nhưng mà cái hậu quả của bệnh loãng xương để lại cho chúng
tai cũng khá là nhiều. Ví dụ như là bệnh nhân gia tăng cái tần suất tàn phế, gia tăng tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Do đó, cái việc điều trị loãng xương và điều trị phòng ngừa ở bệnh nhân, những cái đối tượng mà tôi vừa nêu thì rất là quan trọng. Và chúng ta lưu ý một điều nữa, khi mà chúng ta có chỉ định điều trị cái nhóm bisphenol thì chúng ta phải lưu ý đến các vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta chỉ định cho phù hợp với tình trạng sức khỏe bệnh nhân, điều kiện kinh tế, và một điều quan trọng, hết sức là quan trọng để quyết định cái tính hiệu quả của điều trị, đó là chúng ta phải lưu ý sử dụng những cái loại thuốc nào để tăng cái tương trị cho bệnh nhân. Và trong các cái nhóm bisphosphonat hiện nay thì nhóm ibendronat 150mg mỗi tháng một lần sẽ giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị hiệu quả hơn trong vấn đề điều trị loãng xương. Kính thưa các bạn, thì phần điều trị ở phần trình bày của tôi là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn công ty ATP đã hỗ trợ cho chúng tôi trong cái hội thảo này. Dạ, xin cảm ơn. Chúng ta đã nghe cái phần trình bày của tôi cũng như là của chị Kim Châu về bệnh loãng xương cũng như là các cái giải pháp điều trị, và đặc biệt là nhấn mạnh cái ibendronat một tháng một lần. Thì bây giờ là phần thảo luận, nó sẽ có thời gian để thảo luận với các anh các chị cũng như là các bạn. Có thể là chúng ta biết rồi, có thể chúng ta chưa biết, hoặc là có hiểu gì chúng ta chưa rõ, chúng ta có thể thảo luận, hỏi các báo cáo viên, hoặc thậm chí chúng ta có thể tham luận những vấn đề nào mà chúng ta nắm được, hoặc là chúng ta còn băn khoăn cái gì, thì đề nghị chúng ta sẽ vào phần thảo luận. Chị Kim Châu là chị. Trong cái phần trình bày thì các bạn thấy có vấn đề gì chưa rõ, chúng ta có thể đặt câu hỏi cho từng báo cáo viên, hoặc là trong vấn đề điều trị uống thuốc có vấn đề gì các bạn muốn hỏi về mặt kinh nghiệm cũng như là về mặt kiến thức. Và tiến sĩ Trung cũng góp phần đẩy mạnh thêm cái phần khớp ở Cần Thơ. Thì theo tôi biết thì ở phòng khám cũng có điều trị cho nhiều bệnh nhân. Tại phòng khám Vạn Phước cũng là một trong những phòng khám mà đặt cái máy đo loãng xương chắc là cũng tương đối sống ở Cần Thơ. Thì theo anh thì có vấn đề gì cần chia sẻ với các đồng nghiệp cũng như là với các báo cáo viên không? Dạ, kính thưa cô Lê Anh Thơ, kính thưa cô đồng thầy Kim Châu, thì em cũng may mắn là em được cô Lê Anh Thơ hướng dẫn giảng dạy từ 2004, cũng được gần 15 năm về lĩnh vực nội cơ xương khớp, cũng dẫn cũng nhiều thứ mười mấy năm, và em cũng may mắn là được tiếp xúc với cái phương pháp chẩn đoán loãng xương theo tiêu chuẩn vàng của Tổ chức Y tế Thế giới từ những năm đầu. Ở Cần Thơ mình có máy là từ 2010, cái máy đo hấp phụ năng lượng tí kép. Thì về vấn đề chẩn đoán thì chắc em cũng xin chia sẻ một ít kinh nghiệm, chia sẻ một ít gì đó em biết cho các anh chị, các bạn ở đây về chẩn đoán và điều trị loãng xương một
số gì đó mình cần chú ý thêm. Điều về chẩn đoán thì như cô Hương nói thì cũng có nhiều cái câu hỏi, nhưng mấy bạn biết là gì ở tỉnh không có máy thì sao, thì chắc phải mua máy thôi. Còn nếu mà không mua máy được thì mình gửi lên Cần Thơ đo. Thì những tỉnh mà về Cần Thơ thì trung bình mất cũng 1-2 giờ. Thì mình có thể gợi ý bệnh nhân là hồi sẵn đi Cần Thơ đo xong, chẩn đoán xong rồi đi siêu thị chơi một vòng rồi đi về. Đến cuối tuần nào đó thì mình đã có được cái kết quả đo lõng xương chỉnh. Mà mình không nên sử dụng những cái máy đo theo cái gọi là siêu âm, mấy cái máy hãng sữa với hãng bán canxi. Họ chân phóng chân vô mình đo, cái lấy kết quả đó mình đo cái sai số nó nhiều. Cho nên nếu mà ở các tỉnh không có thì nên mình gửi về Cần Thơ. Trong cái dịp shopping cuối tuần của bệnh nhân, mình khuyên bệnh nhân lên Cần Thơ đo thì mang về. Cái chi phí nó không đắt. Chi phí đo mật đo chuẩn theo tiêu chuẩn vàng thì nó cũng chỉ tầm tùy theo mình vị trí, nó đo hai vị trí khoảng tầm 300 mấy nghìn, ở Cần Thơ khoảng 300 mấy nghìn. Ở Cần Thơ thì nó có nhiều cái cơ sở đo theo tiêu chuẩn vàng này, nó cuối tuần thì những cái đơn vị nó đa dạng hoạt động từ bệnh viện cho tới phòng khám. Cho nên em nghĩ là các anh chị, các bạn ở đây nên khuyên bệnh nhân sử dụng tiêu chuẩn vàng để thích lực lõng xương. Về điều trị thì ở Cần Thơ và một số tỉnh xung quanh thì chắc chung cũng biết là chắc cũng như cô Hương nói có 3 loại thuốc. Nhưng mình hay sử dụng, một là Alendronate, hai là Zoledronic Acid và gần đây là Abandronate. Thì tùy các bác sĩ lựa chọn, tùy cá thể bệnh nhân. Tùy thì cũng là như cô Châu nói, tùy cái vấn đề mang tính điều trị cá thể đó thì mình còn chọn lựa. Ví dụ như nếu bệnh nhân mà đã gãy xương đốt sống, bệnh nhân không thể nào ngồi được, không thể nào ngồi được mà nằm hoài, thì không thể nào mình khó mà sử dụng cái thuốc viên được. Thì các chị cũng biết thuốc viên mà uống xong mà nằm thì thế nào cũng cái, mặc dù tỷ lệ tác dụng phụ thực quản thấp ở những người người ta làm tuân thủ đúng đó. Chứ những người mà nằm không kia uống cũng khó. Cho nên là những người tùy theo cá thể, ví dụ như nằm không, mấy bà cụ lớn 80-90 tuổi gãy cổ đốt sống mà nằm, gãy cổ xương đùi mà nằm, chắc phải chọn phương pháp khác, tim mạch hoặc là truyền tĩnh mạch. Còn ai mà ngồi được thì mình sẽ vẫn khuyên được uống. Tại vì các anh chị, các bạn cũng biết là về chi liên quan điều trị là lâu dài, 3 năm một liệu trình, có thể là tới 6-10 năm hai liệu trình, hoặc là nghỉ 2-3 năm rồi tiếp tục sử dụng nữa. Thì giữa đường uống với đường truyền, đường tiêm thì cái chi phí đường uống là thấp nhất, chi phí đường uống thấp nhất. Mà theo chúng biết là cái thuốc uống thấp nhất là như tháng lần là thấp nhất, thấp nhất là 300 mấy ngàn một tháng, thì một năm là khoảng gần 4 triệu. Còn nếu mà loại uống tuần thì một năm khoảng 120 x 4 480, khoảng 5 triệu mấy. Còn thuốc chích thì 1 triệu mấy, mỗi 3 tháng thì cũng khoảng 6 triệu, mà thuốc kiềm khoảng 6 triệu mấy 7 triệu, thì uống thấp nhất. Thì như cô nói uống là chữa dòng đầu tay. Tuy nhiên chắc cũng xin chia sẻ nhắc lại một số cái chính mình cần phải làm, là sau khi đo lõng xương, kết luận lõng xương mà có chỉ định điều trị thì chắc nhờ các bác sĩ nên cho bệnh nhân xét nghiệm tính cái độ lọc cầu thận dùng, tính cho thuốc liền tính độ lọc cầu thận dùng, coi độ lọc cầu thận có trên 30 không, dưới 30 thì xem xét lại, trên 30 thì tính nữa, và sẵn thuốc máu thôi làm theo đúng cái yêu đồ, xem cái mà nồng độ canxi trong máu có đủ không. Nếu nồng độ canxi trong máu thấp quá nên bù canxi một vài tuần gì đó, một hai tuần gì đó, đẩy cái canxi trong máu cao lên. Thì để thấp quá thì nó cũng khó điều trị, nó sẽ có một vài cái khó khăn. Nếu mà tốt nữa thì thử luôn vitamin D các bạn ạ. Tại thiếu vitamin D khá trầm trọng, và chúng ta người ta cũng khuyên là chúng ta nên bổ sung cả vitamin D cùng với canxi. Và tôi biết là ở Cần Thơ cũng đã thử được vitamin D phải không? Dạ thử được, nhưng mà thưa cô gửi thử được nhưng mà đa số là gửi đi Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Khoảng 5-7 ngày. Giá thành thì nó hơi cao. Tại một cái test vitamin D cũng khoảng 350 đến 400. Nó gần bằng cái test thử đo khối lượng xương. Yeah. Thì cô Thư cũng nói là vitamin D tới lại Việt Nam mình thiếu như lắm khoảng 40%. Cho nên chắc mình phải xem xét thêm thử vitamin D nếu có điều kiện. Cần Thơ thì cũng phải gửi đi Sài Gòn. Cho nên thì mình thử thêm, bổ sung thêm vitamin D cho đủ. Còn trong quá trình điều trị thì một số cái tình huống chung gặp là bệnh nhân mình nhiều khi mình nhìn cái thuốc bifosfonat mình chú ý tới nó, dặn bệnh nhân kỹ lắm, nhưng mà mình quên cái vấn đề canxi vitamin D ấy. Thì thường quên dặn hoặc là cái gì đó mình quên kiểm tra lại, uống năm sao
thử lại đo không lên gì hết. Hỏi ra là bác sĩ không nói tôi đâu có biết đâu, tôi uống có từng lễ canxi D tôi nghĩ. Tôi chỉ xài có một tháng viên tôi uống hoài đến nay năm quay lại thì cái hiệu quả nó không như mong muốn. Thì mình cũng nên chú ý thêm cái canxi vitamin D, nếu được thì mỗi 6 tháng gì nó nên gặp lại để xem coi có uống không. Uống có đủ liều hay không, canxi có đủ ngàn về thuốc viên và chế độ ăn 500 là ngàn rưỡi không. Vitamin D uống 800 gì đó có phơi nắng thêm tay chân trong bao lâu, bao nhiêu phút ngàn nữa cho nó đủ vitamin D hơn 1.000 hay không, ví dụ vậy. Còn về thuốc viên, cái Epantolab với thuốc tiêm thì chắc tác dụng phụ của cô đồng này Kim Châu đã nói rồi. Thì mình nên uống, mình nên ngồi, nếu cứ uống, nên uống, nên ngồi. Thường thói quen chung cũng khoảng 2 tiếng trở lên, nhưng không dám cho nằm sớm. Sợ mày kia trào lên viêm thực quản. Còn cái bài tử xương hàm như cô Thư nói, hiếm. Chung cũng chưa gặp ca nào, mà không biết nhiều khi bị rồi, người ta cũng đi đâu, người ta không quay lại gặp chung, ví dụ vậy. Còn thuốc trị, thuốc chích thì chắc các anh chị cũng đã có đi về hội thảo rồi, chứ cũng không có bàn thêm. Em xin cảm ơn cô Châu. Cảm ơn tiến sĩ Trung. Rồi xin mời các anh chị khác. Hoặc là chúng ta chưa có kinh nghiệm, hoặc chúng ta có kinh nghiệm chút chút, chúng ta cũng chia sẻ cho nó vui chứ. Em xin hỏi cô vấn đề này, thí dụ như hồi nào giờ em có những bệnh nhân đã xài Ivanonat rồi, nhưng mà Ivanonat thì em chưa xài, và cái hội thảo này em xin ý kiến kinh nghiệm của cô. Giả sử như bệnh nhân hồi nào giờ mình chưa xài giống bifosfonat nào hết, nếu như bắt đầu mình xài một cái viên Ivanonat 150 một tháng một lần, nhỡ như bệnh nhân có bị những cái tác dụng phụ kiểu ngứa hoặc là sốc phản vệ hay gì, thì làm sao để mình giải quyết vấn đề này? Và có chăng đi nữa, mình nên sử dụng cái hàm lượng 2,5mg một ngày trong vòng một tuần hay một tháng gì? Nếu bệnh nhân ổn định có gì hết, mình chuyển qua cái dạng xài một tháng có được không? Dạ, em xin hỏi. Thứ nhất thì cái dạng nhỏ hình không có tại Việt Nam, dạng hàng ngày không có tại Việt Nam, cũng như là cái Alendronat dạng 5mg cũng không có tại Việt Nam, họ chỉ có dạng 70, tức là dạng uống một tuần luôn một lúc, hoặc là mình có dạng 150 uống một tháng một lúc. Về mặt nguyên tắc thì tất cả cái gì cũng có thể xảy ra, một cái dị ứng, một cái sốc phản vệ liên quan đến thuốc. Tuy nhiên thì người ta không nói đến cái chuyện sốc phản vệ khi uống bifosfonat bao giờ, hầu như không thấy nó. Tất nhiên trên thực tế thì nó vẫn trong lý thuyết thì mình vẫn thấy là có thể bất cứ một cái thuốc nào cũng có thể xảy ra một cái sốc phản vệ. Tuy nhiên cái đường uống người ta không thấy, hoặc người ta không nhắc đến, cho nên người ta cũng không khuyên là mình phải uống màu đầu bằng những viên thuốc nhỏ trước rồi uống liều lớn sau, mà người ta chỉ khuyên mình là nên bắt đầu bằng đường uống chứ không bắt đầu bằng đường truyền hay đường chích kỹ mang. Đó, đấy là nguyên văn mà bác sĩ Thư viết. Vì vậy vẫn khuyên là đừng uống, còn người ta cũng không nói là phải đừng uống hàng ngày hơn là đừng uống hàng tuần hay là hơn là đừng uống hàng tháng. Tuy nhiên chỉ có một điều nhắc nhở các anh các chị là khi mình bắt đầu dùng bifosfonat, bất cứ loại nào, loại uống, loại chích, thì mình bao giờ cũng phải chuẩn bị bệnh nhân thật kỹ. Khi mình chuẩn bị bệnh nhân kỹ bao nhiêu thì bệnh nhân sẽ không có những cái tác dụng phụ bấy nhiêu. Tại vì một trong những cái tác dụng phụ mà chúng ta dùng bifosfonat đó là nó làm hạ canxi máu một cách tương đối. Tại bản chất bệnh nhân đã hạ canxi máu rồi. Tại vì hầu hết các bệnh nhân của Việt Nam mình là đều canxi máu đều thấp hết. Trừ những trường hợp đặc biệt liên quan đến những bệnh lý nội tiết là nó có tăng canxi máu là do các nguyên nhân khác. Chứ còn đa số bệnh nhân loãng xương của mình đều canxi máu đều ở mức thấp. Vì vậy thì một trong những cái nguyên tắc là phải bảo đảm đủ canxi và vitamin D trước khi cho dùng bifosfonat. Đó, đấy là nguyên tắc. Thì cái đó nó sẽ làm đỡ những chuyện đó. Còn vấn đề mà sốc phản vệ mà liên quan thức uống thì tôi không nghe nói. Vì vậy thì nó chỉ có xảy ra là bệnh nhân uống một viên thuốc vào cái và bệnh nhân đau đớn vô cùng. Thì đó là vì canxi máu của bệnh nhân đang thấp. Mà khi chúng ta uống bifosfonat thì vô tình nó đưa canxi vào trong xương nhanh hơn bình thường.
nó làm cho cái canxi máu nó giảm hơn nữa, và bệnh nhân sẽ bị đau đớn, đó là khi giảm được canxi máu. Vì vậy để chuẩn bị bệnh nhân tốt thì nó sẽ đỡ hơn. Còn cái chuyện sốc phản vệ, người ta không khuyến cáo là bệnh nhân phải dùng những cái lần nào trước khi ngủ. Có lẽ là vì nó hiếm, nó không xảy ra trên đường nữa. Có câu nào không chị? Thưa, không còn cái trường hợp mà bệnh tác dụng phụ mà bệnh nhân ngứa, bệnh nhân nổi mẩn thì cái đó mình có ngưng hay là sao cơ mà? Về nguyên tắc là nếu như bệnh nhân ngứa và nổi mẩn ở bất cứ loại thuốc nào thì cái loại thuốc đó đều phải ngừng lại, đúng không? Tại vì ngứa nổi mẩn là những phản ứng dị ứng, và cái phản ứng dị ứng đó thì mình phải ngừng lại là mình có thể được. Và bifenthrin nó có một cái điều cực kỳ hay là thế này: nếu các anh chị mà lỡ mà uống quá liều, thậm chí mình muốn làm cho nó mất cái tác dụng của nó ngay lập tức, thì anh chị đã uống một viên, chỉ uống một viên ibuprofen vào, các anh chị uống luôn một ly sữa thật là lớn vào cùng một cái viên đó là thuốc nó không có được tác dụng. Vì vậy cho nên người ta muốn thuốc có tác dụng, người ta phải uống thật là xa với ăn, và để cái thức ăn nó không cản trở gì cái hấp thu của thuốc cả. Dạ, xin các câu hỏi nữa ạ. Các em nhỏ nhỏ có yêu cái gì cần hỏi nữa không, hỏi đi. Alo. Dạ, câu cho em hỏi là như nếu mà bệnh nhân dùng ibuprofen hẹp dạng hàng tháng á, mà ít nhất là khoảng từ 3 đến 5 năm mới có hiệu quả, nhưng mà trong quá trình điều trị người ta, ví dụ người ta dùng được khoảng 1 năm đi, và người ta quên một thời gian vài tháng đi, rồi khi đó mình phải khởi trị lại từ, phải trở lại bắt đầu hay là mình phải xử lý làm sao? Mình cứ tiếp tục điều trị chứ, lỡ quên rồi thì biết làm sao? Yeah. Thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ không bằng đừng uống đều đặn, cũng như tăng huyết áp cũng vậy. Em có hình dung hai cái bệnh giống nhau đi, nếu em uống huyết áp đều đặn, em kiểm soát được huyết áp thì chắc chắn hiệu quả nó sẽ tốt hơn là lúc thì mình quên, lúc thì mình nhớ, yeah. Đúng không? Tuy nhiên thì một cái hiệu quả nó không ngay lập tức được đâu, đúng không? Mình chỉ thấy là cái nguy cơ gãy xương của bệnh nhân nó sẽ không được giảm như mức mình mong muốn. Tất nhiên là điều trị vẫn hơn là không điều trị, đúng không? Yeah. Dạ, một câu em hỏi đó là ví dụ như là dùng cái dạng truyền là 100 trên 1 lần đó, nhưng mà khi mà có tác dụng phụ là bị hội chứng da cứng đó, là khi đó mình phải xử trí như thế nào? Cái hội chứng sau liều của thuốc truyền, dạ, thì nó cũng có ở tất cả các loại thuốc kể cả thuốc uống. Tuy nhiên cái hội chứng sau liều ở cái thuốc uống nó rất là nhẹ, nó là làm hiệu, có thể nó hơi đau mỏi mỏi một chút thôi, nó không có đáng kể, người ta không quan tâm. Còn cái hội chứng sau liều của cái thuốc truyền, đặc biệt là truyền tĩnh mạch một năm một lần là nó nhiều nhất, tại vì cái lượng thuốc người ta đưa vào cả một năm, và người ta có đầy đủ những cách khuyến cáo để làm sao giảm được cái hội chứng sau liều, đó là chuẩn bị bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D cho bệnh nhân trước khi mình truyền thuốc, cũng giống như nguyên tắc dùng bifenthrin. Và đối với bệnh nhân mà truyền lần đầu tiên thì người ta sẽ chuẩn bị bệnh nhân, người ta cho bệnh nhân uống nhiều nước, người ta cho bệnh nhân uống đầy đủ canxi, vitamin D, và người ta cho bệnh nhân thuốc giảm đau, thậm chí cho acetaminophen hoặc ibuprofen một ngày 3 lần trong 3 ngày đầu tiên để làm giảm hội chứng sau liều. Tại vì người ta biết là nó xảy ra và người ta cho từ trước. Khi diễn biết sẵn rồi mình cho từ trước, bệnh nhân không bị đau. Còn bây giờ em để bệnh nhân đau rồi, đau kinh khủng rồi, em mới cho bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ bị đau. Cho nên giải pháp cho hội chứng sau liều ở cái liều truyền đầu tiên là đều có hết. Nhá, em cố gắng đọc kỹ cái hướng dẫn của người ta. Vì vậy những cái lần truyền đầu tiên thì mình chỉ có mình cho bệnh nhân thuốc giảm đau trước. Tại vì có những người bệnh không cho, bệnh nhân có khi truyền thuốc ban ngày đêm, bệnh nhân đi cấp cứu, thì cái chuyện đó nó sẽ rất là nặng nề cho người bệnh. Còn nếu mình đã biết trước rồi thì mình tìm cách mình giảm, thì không biết là nó sẽ đau, cho người ta 2-3 viên acetaminophen hoàn toàn rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, đúng không? Cảm ơn em. Dạ, mời chị. Dạ, thật lắm. Dạ, thưa cô, em xin cô chia sẻ các kinh nghiệm.
điều trị loãng xương trên những bệnh nhân lớn cũng có một số bệnh nhân người ta lại có cái sỏi thận, nhưng mà cái canxi thì hạ thì không cao. Như vậy mình bổ sung canxi, nếu mà mình bổ sung cái canxi khoáng thì nó có làm tăng cái kích thước của viên sỏi hay không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ ở thị trường thì mình áp dụng cái canxi chức năng từ tảo biển chẳng hạn, thì như vậy khi mình sử dụng cái đó nó có tác dụng hay không? Em xin kinh nghiệm của cô để em xử trí những cái trường hợp này. Dạ, xin cảm ơn chị. Thực sự thì một cái vấn đề là rất là khá nan giải ở mình hiện nay là bệnh nhân bị sỏi thận. Và sỏi thận thì lập tức là bệnh nhân sẽ kiêng tất cả những sản phẩm gì liên quan đến canxi. Và vì vậy bệnh nhân sẽ rơi vào tình trạng thiếu canxi khá là trầm trọng. Phần này chút nữa sẽ để mời chị Kim Châu chia sẻ một chút. Tại vì sỏi thận là một cái rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho, nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà một trong những vấn đề đó trên một cái bệnh nhân mà bị sỏi thận nó phụ thuộc vào mọi người ta gọi là yếu tố cơ địa của mỗi người. Và cái người đó thường thường nó sẽ có hội đủ rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là nó phải có rối loạn chuyển hóa canxi phốt pho, thứ hai là nó phải có một cái nhiễm trùng ở đường tiểu, nó phải có một cái dị dạng ở đường tiểu, có nghĩa là làm cho cái sự lưu thông của nước tiểu nó không tốt. Và hội đủ nhiều yếu tố như vậy, thậm chí nó còn có yếu tố gen, yếu tố di truyền của cái cơ địa của người bệnh đó nữa. Và hội đủ ngần yếu tố thì nó sẽ tăng cái nguy cơ tạo sỏi cho một cá thể nào đó. Vì vậy thì mặc cái sỏi thận ở Việt Nam mình thì theo tôi biết là nó cũng khá nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì mình không có thói quen là khi bệnh nhân bị sỏi thận thì bệnh nhân phải đi khám, có lẽ là khám nội tiết và khám liệu để xem cái nguyên nhân sỏi là cái gì, và mình phải điều trị cái nguyên nhân sỏi. Chứ còn bây giờ cứ bỏ sỏi xong là tránh đủ các thứ thì nó không đúng. Tại trong sỏi nó cũng có sỏi canxi, có sỏi oxalat, có sỏi borat. Vì vậy có cái sỏi thì kiêng canxi mà có sỏi hoàn toàn không có kiêng. Tuy nhiên bây giờ mình nói trên đại thể thôi, bây giờ một bệnh nhân có cái sỏi thì đến thì mình làm thế nào? Thì bây giờ sỏi canxi dù sao nó cũng vẫn là chiếm đa số. Thì trước khi mà mình phải cho mình đi tìm hiểu các thứ mà bệnh nhân mình cũng chẳng chịu đi tìm hiểu thôi, thì một trong những nguyên tắc là bệnh nhân đó vẫn phải bổ sung canxi như thường, bởi vì họ vẫn thiếu. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên bổ sung canxi thực phẩm, đúng không? Canxi thực phẩm là canxi nó không lắng đọng hoặc là ít lắng đọng nhất, đó là canxi từ sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa. Tuy nhiên chỉ có Việt Nam mình mọi người không chịu dàn dùng cái đó, không có thói quen dùng sữa, không có thói quen sử dụng các sản phẩm từ sữa. Mà thức ăn của người Việt tại vì hôm nay thì nó cũng rất là nhiều vấn đề mình không muốn động đến. Chứ còn thực sự động đến vấn đề này là một vấn đề cực kỳ nan giải, là người Việt khẩu phần ăn vốn đã thiếu canxi, bản thân là thiếu vitamin D, cho nên hai cái thành phần này là rất thiếu. Mà mình không quan tâm bù đắp như là tiến sĩ Trung cũng nhắc thì mình điều trị loãng xương nó cũng không ăn thua gì cả. Vì vậy thì cái người sỏi thận bắt buộc cũng phải cung cấp canxi và phải thay đổi cái thói quen của người ta bằng cách là người ta phải bổ sung cái nhóm mà giàu canxi nhất bằng đồ thực phẩm. Còn canxi mà có thể dùng được cho người sỏi thận thì chúng ta có thể xài canxi citrat, là canxi mà nó được chứng minh là nó ít lắng đọng hơn là các canxi khác. Tuy nhiên thì tôi là người mà gặp rất là nhiều trường hợp đó, nếu mà gặp bệnh nhân bị sỏi thận nó có tiền căn sỏi thận, mình cho bệnh nhân kiểm tra trước, thậm chí mình cho bệnh nhân là thậm chí đi khám liệu khám gì để chữa cái sỏi thận của bác đi, và tất nhiên người ta nhiều khi người ta không chịu, thì mình cũng cho người ta uống sữa, rồi thậm chí có thể bổ sung canxi citrat. Tại canxi citrat thì thường là canxi nhập ở Mỹ theo con đường mà sách tay chứ mình không có chính thức, và mình cũng kiểm tra định kỳ cho người ta để mình chứng minh được rằng mình họ không tăng cái sỏi đó lên, cái sỏi đó hoặc là giữ nguyên. Thậm chí có khi còn nhỏ đi, nếu như mình khuyên người ta ăn uống dinh dưỡng đầy đủ đúng mức, rồi tập thể dục uống nước đầy đủ thoát, có thể cái sỏi đó nó không có nhiều lên và mình vẫn điều trị như thường. Và tất nhiên là khi mình dùng bifosfonat thì không bao giờ cái canxi máu trong máu nó bị cao, hoặc là rất ít khi canxi máu bị cao, bởi vì bản chất bifosfonat là nó làm giảm canxi máu, và canxi máu cao nó là nguyên nhân ý, nó là một yếu tố làm cho tạo thành sỏi. Nhưng bifosfonat mà dùng kèm thì không, hầu như là không bao giờ mà mình cung cấp canxi đủ thì canxi trong máu không bao giờ cao. Và chính vì vậy thì mình cũng yên tâm là khi mình dùng như vậy thì mình không tăng cái nguy cơ bị sỏi cho bệnh nhân đã từng bị sỏi.
Và nguyên tắc thì canxi bao giờ cũng phải uống nhiều nước, tập vận động đủ, tất cả những cái gì thuộc về nguyên tắc mình bắt buộc phải tuân thủ. Chứ còn rất là nhiều người làm việc mình không kiểm tra bệnh nhân trước, rồi mình cho bệnh nhân uống canxi, cho bệnh nhân điều trị vài hôm sau người ta có một cái sỏi, có thể sỏi từ đời nào mà đến, người ta đổ thừa mình. Cho nên nguyên tắc bác sĩ Thư là bệnh nhân mà đến là một tờ giấy trắng, mình chẳng biết người ta cái gì hết, bây giờ mình phải tìm hiểu hết những cái gì mình có thể tìm hiểu được. Cho nên tất cả những xét nghiệm thông thường, rồi những cái gì liên quan đến bệnh, thậm chí có thể siêu âm, có thể làm tất cả mọi thứ trong cái lần đầu tiên để mình đánh giá được bệnh nhân có những nguy cơ gì, có những bệnh gì của mắt, rồi mình mới bắt đầu điều trị. Chứ mình đừng có nhiệt tình quá, mình điều trị ngay lập tức, có khi mình lại mắc lỗi, có khi mình trăm lần làm tốt, có một lần sơ sót thôi nên mang tính. Thành với các chị, chúng ta càng lớn chúng ta lại càng thận trọng, các em nhỏ chúng ta không thận trọng lắm, nhưng mà càng lớn rồi thì mình càng đủ cái độ thận trọng của mình. Từ từ bệnh nhân đến thậm chí không làm đủ xét nghiệm thôi, làm sao các anh chị đến làm đủ, tôi sẽ cho thuốc và các anh cứ việc đi về, cách tìm thầy thuốc khác, cứ việc tìm thầy thuốc khác, đúng không? Cho nên thận trọng vẫn là hơn. Và vấn đề sỏi là vấn đề cũng khá nan giải, rất nhiều câu hỏi, 100 lần tôi đi dự hội thảo về đều các anh chị đều đưa ra. Xin chị Châu cho thêm một vấn đề, tại vì cái sỏi thận nó liên quan đến nội tiết chuyển hóa nhiều lắm ạ. Thưa cô, thì nãy giờ trong suy nghĩ của em thì thật ra mà nói ấy, thì cái hướng xử trí của em thì nó cũng giống với cô vậy đó. Nhưng mà đối với mà cái nguyên nhân mà nội tiết thừa canxi, đối với cái bệnh mà lý tính thừa cường tính cảm giác thì nó rất rất là hiếm. Cho nên đa số là những nguyên nhân như cô nói thôi. Trong cái cuộc đời mà điều trị làm nội tiết của em á, mười mấy năm nay thì em duy nhất, em chứng kiến được duy nhất có một bệnh nhân mà cường tiết nội tiết, xin lỗi, cường tiết cảm giác thôi, và bệnh nhân có một cái tình trạng là đa gãy xương và lắng đọng canxi và sỏi thận. Thì trường hợp đó thì với điều kiện của tụi em ở đây thì tụi em cũng lại chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Và cho nên thì về cái nguyên nhân mình về nội tiết cường tiết cảm giác mà gây lắng đọng canxi thì xin nói với cô với các bạn là bệnh lý này nó rất là hiếm. Và theo em đi dự hồi năm rồi, em đi dự hội nghị nội tiết của khu vực châu Á Thái Bình Dương, thì ở em nhớ không lầm là một cái nghiên cứu ở Indo trong vòng mấy mươi năm trở lại đây, 60 năm 50 năm, thì có khoảng không dưới, chỉ khoảng dưới 200 ca, 200 ca bị cái cường tiết cảm giác thôi, có nghĩa là cái tần suất nó rất là thấp. Cho nên nếu một bệnh nhân mà bị sỏi thận thì tốt nhất là mình nên tầm soát, tìm các nguyên nhân như cô đã nói. Và chúng ta sau khi, nếu trong trường hợp mà cái sỏi đó có chỉ định điều trị thì mình nên điều trị trước khi mà chúng ta quyết định điều trị loãng xương. Bởi vì nếu bệnh nhân không có nguy cơ gãy xương cao thì chúng ta có thể trì hoãn chúng ta điều trị được. Còn vấn đề loãng xương, còn vấn đề mà sỏi thận thì chúng ta có thể điều trị sớm hơn. Thì đó cũng là cái kinh nghiệm của em. Và qua đây thì em có một câu hỏi em xin hỏi cô. Thì ở nhóm mà khi mà mình điều trị loãng xương đó cô, thì theo khuyến cáo là mình thường xuyên, tuy nhiên là mình cung cấp canxi, nhưng mà mình cung cấp cả vitamin D. Ở cái nhóm mà có thiếu vitamin D thì mình cung cấp, đó là một cái chuyện, một cái chuyện mà phải làm. Nhưng tuy nhiên ở cái nhóm mà đã đủ vitamin D rồi thì em xin hỏi cô là, tại em đọc khuyến cáo thì em không có thấy là có giảm liều. Như vậy thì em xin hỏi là ở cái nhóm mà đã đủ vitamin D mà người ta thực hiện một cái chế độ ăn uống cũng tương đối đầy đủ, tập luyện, như vậy thì cái việc bổ sung vitamin D ở cái nhóm này nó có lợi ích gì hơn không? Là thứ nhất. Thứ hai nữa là có nguy cơ thừa vitamin D không? Và câu thứ ba nữa là sau một thời gian điều trị ở hai nhóm này thì cái kết quả về cái mật độ xương của hai cái nhóm này có khác biệt hay không? Em cảm ơn cô. Thực sự cái này thì nó sẽ hơi ngoại lệ một tí. Và trong cái chủ đề chính của hôm nay khi mà mình nhắc đến vitamin D, tuy nhiên thì đây cũng là một vấn đề cũng khá là thời sự. Tại vì các anh chị biết là hiện nay theo những nghiên cứu gần đây thì vitamin D ngoài vấn đề làm tăng nguy cơ loãng xương, nó còn ngoài vấn đề làm tăng nguy cơ té ngã, làm cho thành một cái tác dụng đúc là tăng nguy cơ loãng xương và tăng nguy cơ gãy xương, thì nó còn có những cái tác dụng độc, tác động gọi là tác động ngoài xương của vitamin D. Vì vậy theo khuyến cáo chung hiện nay
người ta đề nghị mọi người nên bổ sung vitamin D. Đây là một trong những cái ý kiến chung thế giới. Tuy nhiên thì về từng cấp độ, từng quốc gia một thì người ta cũng đã có những cái nghiên cứu để người ta thấy rằng tình trạng thiếu vitamin D khá trầm trọng ở thế giới, ở trên thế giới. Và ở người Việt thì không phải chúng ta phơi nắng mà chúng ta có vitamin D. Đây là một điều mà chúng ta cũng hiểu. Vì vậy gần đây thì tôi cũng không thực sự là khuyến cáo mọi người phải phơi nắng để lấy vitamin D. Tất nhiên chúng ta nên vận động ngoài trời để chúng ta có những cái hưởng được phần nào và không khí ngoài trời vận động thôi. Chứ còn một trong những vấn đề hấp thu vitamin D ở những người da màu thì nó có khá nhiều cản trở qua những cái receptor về vitamin D. Mà khi mà nghiên cứu sâu về nội tiết thì người ta thấy là ở người da trắng thì cái khả năng hấp thu vitamin D tốt hơn, và tất cả những lý thuyết về vitamin D chuyển hóa tiền vitamin D thành vitamin D ở da thì nó thích hợp với người da trắng, chứ còn người da màu thì nó không hẳn thích hợp. Thêm vào nữa những cái thói quen che chắn, bởi vì mình còn sợ những cái tác dụng khác của ánh nắng nữa. Tại ánh sáng, ánh nắng mặt trời cũng có những tác dụng bất lợi chứ không phải chỉ có lợi. Một mặt là nó cho vitamin D nhưng một mặt nó cũng có vấn đề khác. Cho nên thực sự thì hiện nay theo quan niệm chung người ta khuyên là bổ sung bằng đường uống. Tuy nhiên chỉ ở Việt Nam mình thì cái đường uống đó nó đang không có. Vì vậy thì mình hơi bị khó cái chuyện đó. Như ở Mỹ người ta đang khuyến cáo là mỗi người lớn, khỏe mạnh, không cần thử cái gì cả, nhưng một ngày nên bổ sung 600 cho đến 800 đơn vị quốc tế vitamin D một ngày. Đó là nhu cầu hàng ngày, cũng như chúng ta bổ sung canxi hàng ngày phải bổ sung khoảng 500-600mg hàng ngày cho cái khẩu phần ăn vốn không đủ của mình. Đấy là cái khuyến cáo chung. Còn nếu mà để vì mục đích khác, ví dụ để mục đích loãng xương thì